Chào mừng những người bạn vui vẻ ở kênh Tâm Chè Vĩnh Long nha. Hôm nay bà chè bà làm cái món này nè các bạn. Đó là để cho Thánh ăn đầu chọc ăn, nhưng mà thật ra là tốn đầu chọc bữa nay mất công chuyện các bạn. Thì chè xử luôn mọi người. Thịt ba rọi với cơm, một mâm chè bá lửa luôn nha các bạn nha. Mừng ngày Thánh ăn đầu chọc quá chơi về. Rồi, thế vô đây có nước mắm, nước kiệu đó các bạn, ngon á. Qua. Wow. Bạn thịt bá rọi nó mềm, ăn nó ngọt các bạn, mềm mà ngọt. Cơm bữa nay các bạn, cơm mà chè mà nấu cơm gạo cũ ăn ngon mọi người. Cái hộp bữa hổm cơm mà tắm á các bạn, ngán lắm. Mà để một đống ớt luôn các bạn, quá 20 chớp rồi á, ớt chi mỉa ớt chi mỉa rất ngon nha các bạn. Nước mắm ngon quá các bạn. Thịt ớt xanh ngon lắm các bạn. Chị bà làm cái đống thịt mà để miếng bự quá, lớn quá mà lên thịt nó kéo cắt bớt rồi quá, cắt bớt các bạn, cắt nhỏ nhỏ dễ ăn các bạn, bự quá, lớn quá mọi người. Bà làm miếng này mới bằng cái mạt chè quá quá cỡ. Ớt ngon. Thế nào dọc mất đi đám mà các bạn.
Thôi rồi mà để ớt. Chắc coi. Mẹ rất đặc ơn. Thật thì bà đây gần một ký. Cơm thì gần một lít. Tại bà đi chợ hôm qua đi chợ đất về ăn hết, nó chảnh ăn hết rồi. Rồi hôm đi về em dẹp chém chép được không à? Qua đi An Giang bắt chim chép đi hết quá cỡ luôn, không có review cho mấy bạn cả xem. Thành ra bắt lo bắt không các bạn, mình sợ cái máy nó rớt, thành ra không có review. Cũng vui lắm mọi người, bắt về mấy bao luôn các bạn. Cho nguyên một sớm một lần luôn, còn có đóng luôn các bạn, gặm nó nhóc qua cho. Cho nguyên xóm mà làng luôn, ai muốn ăn thì ăn bằng quá cỡ luôn. Rồi mình cho nhóc luôn rồi. Chứ mình thì không có. Thì là đỏ luôn. Thì mình nó muốn mua ăn không có nữa các bạn. Lâu lâu mới có một lần. Thôi, không hết. Nó trời quá. Nãy giờ làm cái chọc trái. Nãy giờ làm cái chọc trái các bạn. Thấy thằng lớp ghê quá. Có dưa hấu à. Nó quá ngọt, quá ngọt luôn các bạn. Xin cha miếng thịt cho con nha. Bắt đây, con mới thịt nha. Còn hai miếng nha, cho con ăn. Chờ cho tôi bạch miếng các bạn, mọi nghiệp. Ngồi, có cha kìa các bạn. Anh nằm chờ nãy giờ bến á. Mở đó nha mọi người, nó có thịt nạc thôi, thịt mỡ, mỡ nó không ăn. Nó có mấy thịt nạc không? Ừ. Nó không mỡ. Bực ơi. Bực ơi, bực ạ. Chuột cũng không ăn luôn. Mèo mà không có trang chuột. Như bạn xem video nói cái này cái dĩa. Trời ơi cái dĩa gì mà hai gan các bạn. Hai gan không trời. Một lít gạo để vô đây. Không đủ nữa mọi người. Ngon. Thôi này để cho em đi. Để cho em bạch các bạn. Để cho em bạch. Thôi mới đó rồi. Trời. Để em bạch đi. Động viên mọi người ơi, hồi nãy nó chừa cho cục cưng. Vậy là cảm ơn các bạn nha, cảm ơn các bạn đã thích video này nha các bạn. Các bạn nhớ bấm vô tầm chèn like, một đăng ký và một chia sẻ nữa mọi người. Bye bye các bạn, hẹn video lần sau nha, bye bye.